những giờ phút cuối cùng của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, chi đoàn thiết giáp thuộc sư đoàn 5 của Đại tá Nguyễn Văn Thiệu được lệnh xếp hàng về Sài Gòn, nói là để tăng cường bảo vệ thủ đô, thực chất là tham gia đảo chính lật đổ chính quyền anh em họ Ngô. Tôi là một binh sĩ trong chi đoàn thiết giáp này, biết tổng các ông điều động anh em về đây mục đích gì. Đến Sài Gòn, chi đội được chia ra làm hai toán. Toán thứ nhất hợp lực với quân bạn đánh Dinh Gia Long. Toán thứ nhì, có tôi, làm dòng đai an ninh cho Bộ Tổng Tham mưu, nơi đặt bản doanh của quân đảo chánh. Thế là đêm đó mặc cho thiên hạ bắn nhau chí chóe ở bên ngoài, tôi gách súng ngồi dựa lưng vào thành xe tăng ngẫm nghĩ chuyện đời. Thấy đời chán ớn, đánh đấm cho lắm thì cũng là quân ta bắn quân mình. Đảo chánh thắng thì mấy cha nội chóp bu thành người hùng cách mạng để có ghế mới, lon mới, địa vị phe phẩy, tiền bạc rủng rỉnh và oai quyền hét ra lửa. Thua thì ra ngoại quốc để bỗng chốc thành chính khách lưu vong. Chỉ khổ cho mấy thằng lính, chẳng được cái đất gì mà lại lãnh trọn đòn thù thay cho sếp. Khi trời vừa sáng tỏ thì đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút. Lời hiệu triệu phát ra từ một chiếc máy trần sĩ tờ vang lên đều đặn. Quân đội đã đứng lên làm cách mạng để lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm và hiện đang làm chủ tình hình mọi nơi trên toàn lãnh thổ, cũng như tại Dinh Gia Long. Cứ điểm cuối cùng của nhà Ngô đã hoàn toàn lọt vào tay quân cách mạng. Trung tướng Nguyễn Khánh, tư lệnh quân đoàn 2 kim tư lệnh dùng hai chiến thuật, vừa đánh điện ủng hộ hội đồng quân nhân cách mạng. Tôi chợt nghe tiếng nói du vơ của một thằng lính. Thế ông Diệm đâu? Một giọng khác văng vẳng. Hãy cầu nguyện cho ông ta. Vừa lúc ấy toán của tôi được lệnh di chuyển. Khẩu lệnh cho biết đây là cuộc hành quân phối hợp. Ai cũng ngỡ là đi tăng diện cho một chốt nào đó. Khi lọt ra khỏi cổng chính Tổng Tham mưu, tôi thấy lực lượng gồm có 3 chiếc jeep đi đầu. Chiếc tiên phong có tướng Mai Hữu Xuân và 3 cận vệ. Chiếc thứ nhì gồm Đại tá Dương Ngọc Lắm cùng 2 đại úy Nguyễn Văn Nhung, Dương Hiếu Nghĩa. Chiếc thứ ba chở 4 người, trong đó có đại úy Phan Hòa Hiệp. Tiếp theo sau là 2 xe M113, tôi thủ thế ở chiếc thứ nhì. Và cuối cùng là 2 chiếc GMC chở đầy lính tráng, vũ khí trang bị đầy đủ. Nửa giờ sau xe chạy vào chợ lớn, khi gần tới một ngôi nhà thờ, đoàn xe đi chậm lại, lính từ 2 chiếc xe GMC nhảy túa xuống, nhanh như cắt tỏa ra đứng thế thủ, mỗi người một gốc cây. Khoảng chục người khác cũng lăm lăm đứng gác chung quanh các cửa hông nhà thờ. Xe của tướng Mai Hữu Xuân chạy lòng vòng rồi ghé đít lại, đậu xa tích mãi bên kia đường. 2 xe jeep chở các quan lớn lượn quanh một vòng rồi tiến vào sân chính diện ngôi nhà thờ. 2 chiếc M113 cũng giọt lẹ theo. Sau cái phất tay của Đại tá Lắm thì đoàn xe ngừng lại. Đại tá Lắm bước xuống, rồi Đại úy Nhung, Nghĩa, Hiệp cũng hăm hở theo sau. Lúc ấy tôi chợt thấy Đại tá Lắm đưa mắt nhìn vào thiết giận xa của tôi, rồi đưa tay ngoắc một cái, tôi cũng chẳng hiểu ông ta ngoắc để làm gì. Do phản ứng tự nhiên, tôi nhanh nhẹn nhảy xuống xe chạy lại. Còn cách ông Lắm 2 bước, tôi giật mình đánh thót một cái gì thấy trên bậc thềm trước nhà thờ có 4 người bước ra. Người đi đầu đúng là Tổng thống Ngô Đình Diệm, sau ông là ông Nhu, còn 2 người kia tôi không biết. Ông Lắm bước tới mấy bước, đứng nghiêm trước mặt ông Diệm, tay phải đưa lên chào. Vì đang ở tư thế gần nhất nên tôi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa 2 người. Đại tá Lắm, thưa lệnh Trung tướng Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng chúng tôi đến đón cụ và ông cố vấn. Ông Minh và ông Đôn đâu hè? Thưa cụ, hai ông đang làm việc ở Tổng Tham mưu. Thôi được, thế tôi và ông cố vấn cùng đi xe kia với ông. Thưa cụ, xin mời cụ lên xe này cho. Thật ra cho mãi lúc tới nhà thờ Cha Tam và khi tận mắt nhìn thấy ông Diệm tôi mới biết công tác của đoàn xe là đi đón ông Diệm và cho đến lúc này tôi bàng hoàng. Không thể nghĩ được rằng một ông tổng thống, dù là tổng thống bị đảo chánh, lại được người ta đón bằng một chiếc xe tăng. Ngày xưa hành quân bắt được diệt cộng, khi giải về hậu cứ thì họ đưa lên chiếc GMC chứ không chơi cái trò đuốc vào xe bọc thép. Khi nghe ông Lắm nói xong, bây giờ tôi thấy nét mặt ông Diệm rất bình thản, đôi mắt ông bỗng ngước lên nhìn quanh mọi người. Nhìn tới ông Lắm cúi đầu xuống, nhìn tới tôi cũng cúi mặt xuống. Chao ôi, gần 30 năm rồi, đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in cái nhìn ấy, cái nhìn trong ánh mắt rất hiền từ, rất bao dung, rất nhẫn nhục. Và tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi cũng có cái nhìn như thế khi tiễn tôi lên đường nhập ngũ. Nhìn xong ông Diệm vẫn im lặng. Riêng ông Nhu khẽ nhíu mày, lên tiếng,
không thể đón tổng thống bằng chiếc xe như vậy. Để tôi liên lạc với ông Đôn, ông đến coi xem. Đại tá Lắm khẽ nhún vai, tôi không biết. Đây là lệnh của trung tướng chủ tịch. Hướng về ông Diệm, đại tá Lắm giơ tay lên chào trong tư thế nghiêm rồi quay người bước ra. Đại úy Nhung bước lên mấy bước, không chào hỏi gì cả, tay chỉ về Thiết Giận Xa, miệng oang oang. Xin mời hai ông lên xe ngay cho. Mặt ông Nhu đỏ bừng, giọng nói rất quyết liệt. Không được. Để tôi hỏi lại ông Minh, ông Đôn. Tôi đi xe nào cũng được, nhưng còn tổng thống? Ở đây không còn tổng thống nào cả, các ông là tù binh. Chúng tôi được lệnh bắt các ông. Đại úy Nhung vừa nói xong thì có hai quân nhân đến sau lưng tổng thống Diệm, một người cầm tay phải, một người cầm tay trái đẩy ông về phía trước. Bất giác ông Nhu quay người lại, hai tay ông đưa lên nắm vai hai quân nhân kéo về phía sau. Ông nói như quát: "Để yên, không được nhục mạ tổng thống." Hỗn độn xảy ra trong chớp nhoáng, tôi đứng đực người ra vì không biết phải làm sao. Đại úy Nhung luống quýnh rút súng ngắn bên hông ra, mũi súng chĩa thẳng vào người ông Nhu rồi đưa qua đưa lại chĩa vào ông Diệm, xong lại chĩa vào ông Nhu. Đột nhiên, bằng một cử chỉ rất nhanh, tôi thấy ông Diệm bước lên hai bước, đứng chắn trước mặt ông Nhu. Đôi mắt ông nhìn thẳng vào người đại úy Nhung, giọng ông cất lên rất gọn, rất đanh thép: "Bỏ súng xuống." Đại úy Nhung run run khẩu súng trong tay chợt thõng xuống, ngưng trong giây lát, rồi được đút vào bao. Ông Diệm quay đầu xuống nói với ông Nhu: "Lính nó không biết gì, đừng chấp, ta đi thôi." Ông Nhu vượt qua ông Diệm, bước đi trước, ông Diệm đi sau. Đi qua nữa là hai người lạ mặt, sau này mới biết đó là Tùy Viên Đỗ Thọ và Linh Mục Dinh. Đại úy Nghĩa chạy nhanh đến trước xe bọc thép M113, miệng nói lớn, hạ bẩn xuống. Cửa sau xe kêu rè rè và từ từ mở. Trong hầm xe đồ đạc lỉnh kỉnh, nào bi đông nước, nào ca sắt muỗng sắt. Tùy Viên Đỗ Thọ chạy lại đưa ông Diệm chiếc cặp đen. Tay trái ông Diệm vừa sờ vào chiếc cặp thì đại úy Nhung chạy tới giật mạnh một cái, chiếc cặp da nằm gọn trong tay đại úy Nhung. Đại úy Dương Hiếu Nghĩa đẩy nhẹ Đỗ Thọ sang một bên rồi chỉ vào nền nhà thờ. Anh này lên trên kia. Lúc ấy tôi vẫn đứng ngoài, vẫn nhìn trân tráo, vẫn đứng yên như phỏng đá. Giây phút ấy tôi chẳng hiểu tôi nghĩ gì, có cảm giác gì, chỉ thấy nó có cái gì lạ lùng quá, khó hiểu quá. 5-7 người lính đang dây quanh ông Diệm ông Nhu để phụ đưa hai ông vào lòng xe. Đại úy Nhung trợn mắt, nhìn ngang nhìn ngửa, bỗng thấy tôi hình như tư thế không giống ai. Ông ta la lên: "Ủa, thằng này đứng làm gì đây?" Tôi chạy vội vào phía sau xe thiết giáp M113. Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng nói rất rõ của một hạ sĩ xạ thủ Đại Liên. "Dạ dạ, tổng thống cứ bước lên, đã có con đỡ bên hông rồi." "Ê mày, nhẹ nhẹ thôi, coi chừng làm đau tổng thống." Cánh cửa xe M113 từ từ đóng lại, tôi tự nhiên thấy người mình nặng như chì, leo lên xe hai lần đều trượt xuống. Lần thứ ba mới hì hục lên được. Đứng bên cạnh tôi lúc đó là hai anh hạ sĩ xạ thủ Đại Liên. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói: "Sao không để hai ông ấy đi xe jeep cho tiện, đút vào đây làm chi cho cực?" Anh hạ sĩ ghé vào tai tôi, giọng nói lạnh như tiền: "Ông Ngô bỏ mẹ, nếu người ta muốn đón thì đi bằng xe jeep, còn muốn giết thì còn gì kín đáo hơn là hầm chiếc xe này." Nghe xong tôi bất giác lạnh từ xương sống lên tới đầu. Giết? Sao lại giết? Có gì mà đến nỗi phải giết? Đối phương đã đầu hàng, đã xin chịu thua, nhất là đã chỉ chỗ cho mình đến mà đưa người ta đi. Vậy thì cách chức, đuổi cổ người ra khỏi nước đã là nhục lắm rồi, cớ chi mà phải giết? Nghĩ tới đó tôi thấy kinh hoàng, thấy hoảng hốt, thấy rõ ràng rằng đi đón người theo cái cung cách ấy thì đúng là đem đi làm thịt. Đồng thời, một cảm giác khác làm tôi tê điếng, run rẩy cả người khi nhớ ra rằng tôi đang ngồi trên đầu một vị tổng thống. Quả thực tôi chỉ muốn co giò nhảy luôn xuống đất, rồi muốn ra sao thì ra. Chiếc M113 rú lên từng hồi, rồi rầm rộ rời nhà thờ Cha Tam, chạy đến đường Đồng Khánh. Khi tới đường Nguyễn Trãi thì tôi thấy đoàn xe đâu mất hết. Ngoài chiếc M113 của tôi chở Tổng thống Diệm và ông Nhu, chỉ còn một chiếc xe jeep chạy đầu. Xe này tôi biết chắc như bắp là xe của tướng Mai Hữu Xuân lúc đi, nhưng bây giờ thì ông ta biến đi đâu mất. Trên xe đứng ngồi khoảng 5-6 người, súng ống chĩa lên trời, lựu đạn đeo lủng lẳng xem đến là hùng dũng. Hết đường Nguyễn Trãi, xe tiến vào đường Võ Tánh và ngừng ngay trước trụ sở Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Hôm ấy Tổng nha Cảnh sát Quốc gia không còn một bóng dáng cảnh sát.
Đâu đó chung quanh các ngã đường, trước trụ sở toàn là anh em binh sĩ của sư đoàn 5, súng 55 cầm tay canh gác rất cẩn mật. Từ trong một xe jeep khác chạy ra, trên xe có một đại tá, ông ta chỉ tay lên chiếc xe của tôi rồi ra lệnh. Xuống, xuống hết, tất cả ở ngoài đứng chờ lệnh, chỉ có chiếc xe này được chạy vào với một tài xế là già anh kia. Theo tay chỉ thì anh kia là anh chàng hạ sĩ xạ thủ Đại Liên. Bảy người trên xe nhảy xuống cùng với tôi. Anh em bên chiếc xe jeep chạy đầu chung số phận là ở bên ngoài ngắm cảnh. Đúng ra, lúc này tôi cứ ngỡ đến đây là hết. Giết hay giam ông Diệm thì chắc hẳn là nơi này. Tôi định bụng chờ một tiếng đồng hồ mà không có lệnh gì thì về nhà ngủ một phát cho quên cái sự đời. Mà nào ngờ, 20 phút sau, chiếc M113 lại lù lù chạy ra, tới cửa nó chạy chậm lại để chúng tôi đu lên. Rồi A Lê hấp xe rú lên giọt chạy như ma đuổi. Xe chạy ngược lại đường Võ Tánh rồi quẹo phải đến đường Cộng Hòa. Tôi nhìn chàng hạ sĩ, thấy mắt nó dại đi, mặt tái mét, 10 ngón tay như muốn co rúm lại. Tôi thì thầm bên tai nó. Ông Diệp, ông Nhu đâu? Ở dưới. Sao rồi? Ông Nhu bị tra tấn khủng khiếp rồi bị xiết cổ chết bằng dây điện. Còn ông Diệp? Ông bị đè cổ ra trói thúc ké rồi ném vào thùng xe. Chết hay sống? Không biết. Người ta là ai? Không biết. Xe tôi cùng chiếc xe jeep chạy qua đường Petrovsky thì tới ngã rẽ Hồng Thập Tự. Bên kia là Lý Thái Tổ, đường Hùng Dương, bên trái là đường Nguyễn Hoàng. Thì gặp lại đoàn xe của Đại tá Lắm, Đại úy Nguyễn Văn Nhung, Phan Hòa Hiệp, Dương Hiếu Nghĩa cùng hai xe jeep và một thiết giáp M113, hai GMC chở đầy nhóc binh sĩ. Mới thoáng qua thì cuộc gặp gỡ tưởng là vô tình, nhưng tôi đoán trước là có bố trí sẵn. Thế là đội hình mau chóng được xếp lại. Xe Đại tá Lắm đi đầu, kế là xe tôi, sau đó xe của Đại úy Nhung. Tôi quay đầu lại thì thấy mấy chiếc kia hình như đang bị khựng lại vì bị dân chúng ùa ra hoan hô. Tuy nhiên, ba chiến xe dẫn đầu cứ chạy. Qua ngã tư Cao Thắng Hồng Thập Tự, khoảng bên hông bệnh viện Từ Dũ thì tạm ngừng lại vì bên kia chạy ngược chiều là đoàn xe nhiều chiếc của tướng Mai Hữu Xuân. Lúc đó có một số đồng bào thấy lạ nên đổ xô đến. Tướng Xuân xuống xe đứng bên này đường. Ông nhìn về xe Đại úy Nhung, ra tay trái ba lần đưa lên hai ngón tay, rồi đưa tay phải qua khỏi đầu. Ngón tay trỏ được duỗi ra co vào đến 4 lần, giống như bóp cò súng. Lúc ấy tôi chẳng hiểu ông tướng chơi cái trò gì. Chỉ thấy Đại úy Nhung gật đầu rồi đưa tay lên chào. Đoàn xe của tướng Xuân chạy đi thì ba chiếc xe bên này cũng lăn bánh. Mới chạy được một đoạn ngắn thì phải ngừng vì có đoàn xe lửa sắp chạy qua. Trong giây phút chờ đợi, đột nhiên Đại úy Nhung từ trên xe jeep bên hông xe M113 nhảy sang xe tôi. Miệng hét: "Xuống, xuống." Tôi cóc đoán được chuyện gì, bảo xuống thì tôi nhảy xuống. Mấy thằng khác cũng xuống theo. Chân vừa chạm đất, tôi bỗng nghe nhiều tiếng súng nổ. Âm thanh không chát chúa, chỉ nghe văng vẳng, vì không phải nổ ở bên ngoài mà nổ ở trong lòng chiếc thiết giận xa. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi ngửa cổ nhìn lên trời, trời cao xanh thăm thẳm. Tôi cắn chặt môi cố ngăn những giọt nước mắt không chảy ra để thấy tâm hồn như bị chẻ đôi. Để thấy cõi lòng như đang trải qua cơn giông bão tang thương thê thảm nhất cuộc đời. Người lính già châm điếu thuốc thứ 10, qua làn khói mờ mịt, trông dáng dấp, khuôn mặt và tư thế ngồi của ông như bức tượng thương tiếc ngày nào trước nghĩa trang quân đội. Ông tâm sự với thằng Bờm giọng đều đều như kể chuyện. Anh đã đọc nhiều sách báo viết về những giây phút cuối cùng của ông Diệm. Tôi cũng có đọc một số, đọc để thấy thiên hạ bị lừa đến một nửa. Thật ra các tác giả không ai lừa người đọc, vì chính họ cũng bị lừa, và họ chỉ biết sự thật có phân nửa. Để rồi mọi người chỉ biết một cách đại khái rằng ông Diệm, ông Nhu bị bắt ở nhà thờ Cha Tam và trên đường giải về Bộ Tổng Tham mưu thì bị Đại úy Nhung bắn ở đường Hồng Thập Tự. Nhưng nếu mọi người tinh ý một chút thôi, thì sẽ có ngay một dấu hỏi. Vì qua tấm hình do phóng viên ngoại quốc chụp được khi ông Diệm Nhu bị bắn chết, thì hai ông bị trói giật cánh khuỷu và trên đầu ngoài những vết đạn lỗ chỗ, trên người còn đầy những vết dao đâm. Như thế thì hai ông bị trói ở đâu? Bị đâm ở đâu? Nếu không phải là cái thời gian 20 phút ở trụ sở Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia thì còn ở chỗ nào nữa? Tiếc thay chỉ không quá 8 người biết được rằng trên đường về, chiếc xe định mệnh chở một vị tổng thống còn được lệnh ghé qua bộ chỉ huy cảnh sát ấy. Và hỡi ơi,
Nếu thực đúng như lời anh chàng hạ sĩ xà thủ Đại Liên, thì cả hai ông Diệm Nhu đã bị thanh toán tại nơi này. Đại úy Nhung cũng bị lừa, ông ta chẳng qua chỉ là con vật tế thần cho các sếp lớn, dùng mẹo đổ giấy lên ông cái tội đã dám bắn một tổng thống, nhằm giấu đi cái bản mặt và đôi tay đẫm máu của họ. Ôi, đời đểu giả thật. Bài viết Tâm sự người lính già của tác giả Thằng Bòm được đăng trên tạp chí Văn nghệ Tiền Phong số 355 vào tháng 11 năm 1990. Ông đang sống trong một căn gác trọ ở Melbourne, Úc. Tên của người đàn ông này được tác giả giấu kín. Ông đã khóc thương cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm khi bị quân đội sát hại một cách dã man. Trong suốt 63 năm, cuộc đời người lính này đã 5 lần phải bật khóc. Một con người ngang dọc như ông mà cũng biết khóc cũng là lạ. Lần thứ nhất khóc cho cha, thứ nhì khóc cho một mối tình, thứ ba khóc cho một lãnh tụ, thứ tư khóc cho một người lính. Và lần thứ năm là mới hôm qua đây thôi, ông phải khóc cho thân phận nổi trôi của mình, của người tị nạn trên đất Úc. Sau vụ đảo chánh lật đổ chế độ Diệm chưa đầy 100 ngày thì các tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh và Đại tá Nguyễn Chánh Thi làm cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964 để trả thù cho ông cụ. Cụm từ của tướng Nguyễn Khánh đã nói với bà Trần Trung Dung, cháu gọi ông Diệm bằng cậu. Những người làm chỉnh lý bắt ngay thiếu tá Nguyễn Văn Nhung. Nguyễn Văn Nhung mới lên thiếu tá từ sau ngày đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ngày 17 tháng 2 năm 1964, sĩ quan báo chí Bộ Quốc phòng của Nguyễn Khánh chính thức tiết lộ thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, sĩ quan tổng quát và tùy viên của Trung tướng Dương Văn Minh bị bắt giữ hồi đêm ngày 30 tháng 1 và giam tại lữ đoàn nhảy dù trại Hoàng Hoa Thám. Ông Nhung tự giận bằng dây giày. Là một trong những người lãnh đạo cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964, ông Nguyễn Chánh Thi đã kể lại chuyện này trong hồi ký của ông như sau. Trời sáng rõ, các cánh quân bắt đầu đem về bộ chỉ huy đảo chánh những người mà họ cho là không ít thì nhiều có tội với đất nước. Trong số này tôi, Nguyễn Chánh Thi, thấy có thiếu tá Nhung, viên sĩ quan cận vệ của Trung tướng Dương Văn Minh. Thiếu tá Nhung được lệnh phải làm một bản tường trình về việc tại sao và bằng cách nào đã quyết định giết chết ông Nhu và ông Diệm. Thiếu tá Nhung khai hoàn toàn không biết gì về quyết định của Hội đồng Quân nhân Cách mạng cả. Những gì trong bản cung khai, các tình tiết tương đối giống với những gì người lính già vừa kể. Tuy nhiên các nhân vật mà đại tá Nhung khai thì các tên đều không có thật. Cuối tờ khai, thiếu tá Nhung kết luận, tôi chỉ vì hăng say theo lệnh cấp trên mà đã làm như thế. Không rõ ông Thi ghi lại bản tự thuật đó có trung thực hay không, vì sau lần tự thuật đó thiếu tá Nhung không còn ở trên đời nên không thể kiểm chứng được. Giả như bản tự thuật đó trung thực thì ta thấy thiếu tá Nhung vào giờ phút nguy nan nhất vẫn rất bình tĩnh. 1. Nhận hết trách nhiệm về việc hạ sát anh em ông Ngô Đình Diệm. 2. Khẳng định không biết gì về quyết định của Hội đồng Quân nhân Cách mạng để tránh những rắc rối đối với tướng Dương Văn Minh. Tất cả những người có liên quan đến vụ đi bắt và giết anh em ông Diệm đều được khai với những cái tên hoàn toàn không có trong thực tế. Về cấp bậc và nhiệm vụ cũng sai để những người này khỏi phải bị nêu tên thật trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông Nhung khai, Trung tá Nghĩa chỉ huy đoàn thiết giáp, sự thực là Đại úy Dương Hòa Hiệp. Thiếu tá Đầy sĩ quan ở Bộ Tổng tham mưu đi theo, trong đoàn không có ai tên là Đầy cả. Chỉ có thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa. Lúc đi bắt ông Diệm, Nghĩa mới đeo lon đại úy. Theo Nhung, thiếu tá Đầy là người lấy cái cặp của ông Diệm nói là sẽ đem về trình Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Chi tiết này sai so với lời tự sự của người lính già đang sống ở bên Úc. Người giật chiếc cặp khỏi tay tổng thống chính là thiếu tá Nhung. Thiếu tướng Thu trách nhiệm tổng quát chỉ huy vụ này. Sự thực trong Hội đồng tướng lãnh tham gia đảo chánh không có ai tên là Thu cả mà là thiếu tướng Mai Hữu Xuân, người được tướng Dương Văn Minh cử đi theo dõi đoàn xe rước anh em Tổng thống Diệm. Sau ngày chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964, có dư luận cho rằng Đại tá Thi đã tham gia vào việc đánh đập tra tấn Nguyễn Văn Nhung đến chết. Trong hồi ký, Nguyễn Chánh Thi cho biết, sau khi làm tờ khai, thiếu tá Nhung trong phòng tạm giam ở Bộ Tổng tham mưu đã lấy dây giày của mình thắt cổ tự sát. Và tướng Thi tỏ ra ngậm ngùi thương tiếc. Tôi được tin, không khỏi ngậm ngùi cho số kiếp của một sĩ quan trung thành với cấp trên, không lường được hậu quả to lớn của việc mình làm, không có ý thức chính trị hướng dẫn, đến khi một mình chịu tội một mình thác oan. Sau cái chết của chồng, bà Huỳnh Thi Nhi vợ quá của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung sống với gia đình ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.
bà quả phụ Huỳnh Thị Nhi cho biết, khi được báo tin chồng chết, bà đến nhận xác chồng ở bệnh viện Cộng Hòa. Nhưng các bác sĩ pháp y không ai dám xác nhận chồng bà đã chết bằng cách gì. Ngay cả bác sĩ Nicola Võ Minh Kỵ làm giám đốc bệnh viện Cộng Hòa có bà con với gia đình cũng đóng cửa phòng để tránh việc phải xác nhận về cách chết của Nguyễn Giang Nhung. Nếu ông Nhung tự tử bằng dây giày thì việc xác nhận có gì khó khăn đâu. Tại sao những người có trách nhiệm trong pháp y sợ hãi phải từ chối né tránh đến vậy? Bà Huỳnh Thị Nhi cho biết thêm, khi khâm liệm ông Nhung, bà thấy trên mặt, trên đầu, trên thân thể ông có hàng chục vết bầm tím. Có vết còn in nguyên dấu đế giày bốt đờ xô. Có lẽ Nguyễn Giang Nhung bị trả thù bằng những đòn đấm đá của nhiều người nên các bác sĩ pháp y không dám xác nhận chăng? Bà Nhi khẳng định chồng bà bị tra khảo mà chết chứ không phải tự sát bằng dây giày như đại tá Thi đã viết. Theo báo Dân Ý xuất bản ở Sài Gòn, từ số 140, phát hành ngày 1 tháng 10 năm 1970, đến số 160 thì thiếu tá Nhung đã bị đá bể lá lách. Sau khi ông đã khai tất cả những bí mật trong vụ thanh toán anh em Tổng thống Diệm, lời khai của ông được thâu băng và trao cho tướng Khánh. Tuy nhiên trong một bài viết của Đặng Kim Thu, sĩ quan tùy viên cho đại tướng Cao Văn Viên nói, lời tự khai của thiếu tá Nhung, ông ta nói rằng ông Dương Văn Minh ra lệnh cho ông ta giết ông Nhu trước khi đoàn xe về tới Bộ Tổng Tham mưu. Ngoài ra trên đường di chuyển nếu có sự bất trắc gì xảy ra thì chỉ nghe theo lệnh của thiếu tướng Mai Hữu Xuân mà thôi. Khi ông Nhung đâm ông Cố Vấn Nhu thì bị ông Diệm chống cự quyết liệt nên buộc lòng ông Nhung phải giết luôn ông Diệm. Ngoài ra khi khám tử thi của thiếu tá Nhung, sĩ quan an ninh lấy ra được một mẫu giấy viết sẵn giấu trong quần, định tìm cách gửi về nhà nhưng chưa gửi được. Nội dung như sau: em ơi, bọn Diệm, Nhu sống lại rồi, chắc anh phải chết. Nếu anh có mệnh hệ gì, em phải ráng nuôi các con cho khôn lớn. Anh đang bị nhốt trong lữ đoàn nhảy dù. Cái chết của anh em ông Ngô Đình Diệm như thế nào? Báo Hồn Việt số ra mắt tháng 7 năm 2007 đã đề cập rõ về cái chết của Nguyễn Giang Nhung, người bị dư luận quy kết là thủ phạm đã gây ra hai cái chết trên chưa được bạch quá. Nguyễn Giang Nhung bị ép cung đã phải viết ra bản cung khai nêu trên chứng tỏ dư luận quy kết cho Nhung là có cơ sở. Qua bản cung khai do kẻ thù của Nhung công bố giúp cho những người quan tâm lịch sử thấy được bản chất anh hùng hảo hớn của Nhung. Nguyễn Giang Nhung không phải là một người tầm thường. Người nói đúng được bản chất của Nguyễn Giang Nhung không ai khác là chính đại úy Đỗ Thọ, người đối đầu số một với Nguyễn Giang Nhung trước lúc anh em ông Ngô Đình Diệm bị bắt lên xe thiết giáp M113 trước nhà thờ Cha Tam, Chợ Lớn. Sau khi nghe Nguyễn Giang Nhung bị bắt và bị giết để trả thù cho anh em ông Ngô Đình Diệm, Đỗ Thọ viết trong nhật ký: đối với tôi, thiếu tá Nhung nổ súng vào đầu Tổng thống Ngô Đình Diệm phải vất vả lắm. Thiếu tá Nhung rất can đảm lắm mới dám bắn như thế. Thiếu tá Nhung còn là người chịu cam số phận. Đáng ra trong hồ sơ khẩu cung sau ngày chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964, thiếu tá Nhung phải khai thêm một sĩ quan đồng lõa tên Nghĩa nữa, nhưng không hiểu tại sao thiếu tá Nhung lại không tiết lộ. Phải chăng vị sĩ quan cận vệ của tướng Dương Văn Minh là một anh hùng vì bạn bè? Dù sao một sĩ quan trung thành như thế cũng đáng trọng vậy. Nhân đây cũng xin nói thêm một chút về Đỗ Thọ. Đỗ Thọ nguyên là một phi công lái tàu bay vận tải của quân đội Sài Gòn, được chuyển qua làm sĩ quan tùy viên cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đỗ Thọ tuyệt đối trung thành và tận tụy với ông Diệm. Sau khi ông Diệm bị bắt và bị giết ngày 2 tháng 11 năm 1963, Đỗ Thọ trở lại nghiệp bay. Thọ rất thương tiếc cho cái chết của Tổng thống Diệm và đã thổ lộ tâm sự của mình trong cuốn hồi ký mang tên Nhật ký Đỗ Thọ. Ngày 14 tháng 2 năm 1964, trong một chuyến bay đón Thủ tướng Nguyễn Khánh tại Đà Nẵng, Đỗ Thọ đã tử nạn trên không phận Quảng Nam. Năm đó Thọ mới 29 tuổi, chưa có vợ con, chỉ để lại cho gia đình cuốn hồi ký Nhật ký Đỗ Thọ. Năm 1970, một người em đã sưu tầm và xuất bản tập hồi ký này. Là một sĩ quan tùy viên, Đỗ Thọ đem hết trí lực để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Diệm. Cho nên, hơn ai hết Đỗ Thọ hiểu được những khó khăn của sĩ quan tùy viên Nguyễn Giang Nhung trong cố gắng hoàn thành lệnh của tướng Dương Văn Minh giao. Đỗ Thọ không thù ghét người đã giết chủ của mình mà ngược lại có lời khen đúng đắn đối với một đồng nghiệp. Bởi vì Nguyễn Giang Nhung không những là người rất can đảm trong nhiệm vụ khó khăn mà còn tỏ ra hào hiệp nhận hết trách nhiệm về mình để tránh những hệ lụy cho người khác. Lật lại hồ sơ trước đó, trong cuộc trò chuyện ngày 26 tháng 8 năm 1963, Tổng thống Kennedy thảo luận về Ngô Đình Diệm và ông Nhu với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao. Ông nói, nếu chúng ta không thành công ở đây và những tướng lĩnh này không làm gì cả, thì chính chúng ta phải đối phó với ông Diệm và ông Nhu.
Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì để bảo vệ uy tín của chính mình khi tình hình ở miền Nam Việt Nam lộn xộn? Liệu ta có thành công hay không? Nên tiếp tục hay dừng lại? Tiếp lời Tổng thống Kennedy, Roger Hinsman, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương nói: "Thật là khủng khiếp khi nghĩ đến, thưa ông. Anh em ông Diệm về cơ bản là đang chống đối lại lệnh của Mỹ. Tôi nghĩ có yếu tố bất ổn về mặt cảm xúc ở đây. Vì thế của chúng ta sẽ ngày càng khó khăn hơn khi ta nói họ không nghe. Nhưng điều quan trọng nhất là tất cả mọi người đều thấy dân chúng ở miền Nam Việt Nam đang phải gánh chịu sự xúc phạm về tôn giáo. Anh em họ Ngô đàn áp các Phật tử, tình hình trở nên rất tồi tệ." Ngoại trưởng Hoa Kỳ Đinh Rus đưa ra nhận xét của mình: "Thưa Tổng thống, tôi nghĩ rằng chúng ta phải đối diện trực tiếp với anh em Diệm Nhu và đưa ra những thay đổi lớn sau cuộc họp nội bộ này. Nhìn vào thực tế thì chúng ta đang tiến tới thảm họa, mọi người ở đây sẽ chấp nhận nó hay phản kháng lại. Hãy điều động những lực lượng tinh nhuệ nhất để chiếm lấy đất nước, tôi nghĩ chúng ta có thể làm được." Tổng thống Kennedy hỏi tiếp: "Các ngài có ý kiến thêm gì không?" "Tôi nghĩ chúng ta nên làm theo những gì Bộ trưởng McNamara nói. Nên gửi một thông điệp cho Locke và Harkins. Tôi không nghĩ chúng ta nên để cuộc đảo chính. Các tướng lĩnh sẽ phải chạy trốn khỏi Việt Nam một khi tình hình hỗn loạn, và ta phải giúp họ ra khỏi đó. Tuy nhiên, đó không phải là một ý tưởng sáng suốt nhất lúc này, bởi vì chúng ta đã lún sâu vào cuộc chiến, các tướng lĩnh họ cũng đau đầu nhiều tháng nay khi tình hình chính trị không có dấu hiệu thuyên giảm. Vì vậy ta phải thông báo cho Locke và Harkins biết, không có lý do gì ta phải ở đây và tiếp tục tham gia cuộc chiến nữa." Frederick Nôn Tinh, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hòa nói: "Ngừng viện trợ và rút quân, đây là biện pháp trừng phạt. Chúng ta có nên nói thẳng với ông Diệm hoặc giao cho các tướng lĩnh nói việc đó. Nước Mỹ không thể tiếp tục đồng hành một khi chính phủ của ông Diệm không thay đổi. Các tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa cũng thấy được sự bất ổn trong thời gian vừa qua. Hay nói thẳng cho ông ấy biết và hỏi ông ấy muốn gì." Tổng thống Kennedy tiếp lời: "Tất nhiên nếu chính phủ của ông Diệm không nghe theo thì chúng ta sẽ rút lui, hay là hành động. Tuy nhiên ở vị thế này rút lui không phải là kế sách sáng suốt, tiền bạc, thời gian chúng ta đã đổ vào đây quá nhiều." Các tài liệu giải mật gần đây cho thấy Tổng thống John Kennedy đồng ý phải lật đổ người đương nhiệm tại Sài Gòn, ông Ngô Đình Diệm, hồi năm 1963. Một loạt những ghi âm bí mật đã được Tổng thống Kennedy ghi âm lại, ngay cả những lãnh đạo cao cấp của chính phủ cũng không biết điều đó. Đoạn ghi âm hội thoại giữa Tổng thống Mỹ Kennedy và các quan chức cấp cao được để dưới phần link mô tả, quý vị và các bạn có thể click vào đó để nghe chi tiết. Mặc dù phản đối đảo chính, ngay lập tức các tướng lĩnh ở Sài Gòn tiếp cận Hoa Kỳ hồi cuối tháng 8 năm 1963. Ông Kennedy dần dần cảm thấy rằng không còn lựa chọn nào khác trong cố gắng mang lại thành công cho cuộc chiến chống Cộng sản ở Nam Việt Nam. Kennedy từ chối hợp tác với ông Diệm, gây áp lực buộc ông phải thực hiện một loạt cải cách chính trị, kinh tế, quân sự và xã hội nhằm cải thiện nỗ lực chống nổi dậy. Nhưng đến cuối tháng 10, Tổng thống Kennedy lại một lần nữa phải vật lộn với khả năng xảy ra một cuộc đảo chính và Hoa Kỳ nên làm gì với điều đó. Các cố vấn của ông đã bị chia rẽ. Tại cuộc họp chiều muộn ngày 29 tháng 10, Kennedy đã nghe một số ý kiến. Ngoại trưởng Đinh Rus đề nghị, chúng ta nên cảnh báo các tướng lĩnh rằng họ phải nắm rõ tình hình trước khi tiến hành đảo chính. Bộ trưởng McNamara hỏi ai trong số các quan chức của Mỹ ở Sài Gòn chịu trách nhiệm lập kế hoạch đảo chính, và sau này nhiều thông tin cho rằng chính CIA đã bật đèn xanh cho các tướng lĩnh thực hiện vụ đảo chính và kết liễu anh em họ Ngô. Tài liệu mang tên Cuộc đảo chính Diệm sau 50 năm, John Kennedy và miền Nam Việt Nam, năm 1963. Dựa vào một loạt những băng ghi âm mà chính Tổng thống Kennedy ghi lại và được giải mật trong vài năm gần đây cùng với một số văn bản mật đã được công bố để kết luận, ông Kennedy đã không phản đối đảo chính nhưng muốn đảm bảo đảo chính phải thành công. Trở lại trước một ngày ông Diệm và ông Nhu bị hạ sát, tài liệu do nhà văn Phạm Thắng Vũ, sinh năm 1957 tại Buôn Mê Thuột, đã vượt biên và hiện đang sinh sống tại Mỹ. Bài viết nói về ân nhân của anh em ông Diệm đó là Mã Tuyên, một người cũng vì một chút tình cảm riêng với cố Tổng thống Ngô Đình Diệm mà cũng phải chuốc họa vào thân, một thương gia Việt gốc Hoa Triều Châu. Ông chuốc họa là vì đã chứa chấp anh em cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu trong cái đêm ngày 1 tháng 11 năm 1963. Khi đó ông Mã Tuyên tuổi độ trên 50, là tổng ban trưởng của 10 ban người Hoa tại vùng Chợ Lớn, thuộc quận 5 nội thành Sài Gòn.
Ông Mã Tuyên đã kể lại giờ phút rồng đến nhà Tôm như sau. Khi đó độ 5 giờ chiều, tôi và gia đình đang nghe tin tức radio tại nhà thì chuông điện thoại reo. Tôi bắt máy, đầu dây xưng là ông đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn ngỏ ý muốn gặp tôi gấp tại trụ sở Thanh niên Cộng hòa quận 5, khu Đại Thế Giới cũ. Tôi bảo tài xế đánh xe chạy đến đó, chờ đến 6 giờ 30 phút thì ông đô trưởng mới đến và ông ta nói với tôi là tổng thống muốn đến nhà nị lánh nạn. Tôi nhận lời và đi về nhà chuẩn bị. Khoảng 7 giờ 30 phút, hai xe Citroen chạy đến nhà tôi số 34 đường Đốc Phủ Thoại với tổng cộng 8 người gồm tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn Ngô Đình Nhu cùng các ông Đỗ Thọ, ông đô trưởng và 4 nhân viên bảo vệ. Ông Mã Tuyên cho biết là nghỉ ngơi tại nhà ông cho đến sau nửa đêm thì tổng thống Ngô Đình Diệm đưa cho ông một số giấy tờ và nhờ ông đốt đi. Tổng thống nhờ ông canh chừng máy điện thoại dưới nhà và liên tục sử dụng điện thoại trên lầu để gọi đi nhiều nơi và cả các nơi khác gọi đến cho tổng thống nữa. Nhà ông Mã Tuyên này nguyên là 3 căn phố liền nhau gồm 1 tầng trệt và 2 tầng lầu. Ông gắn điện thoại trong các tầng lầu. Chuông điện thoại reo liên tiếp từ nửa đêm cho đến sáng. Sau đó tổng thống xuống tầng trệt, trời đã sáng. Tiếng súng chỉ còn nổ thưa thớt trong đô thành. Sắc diện của tổng thống cho thấy tình thế trở nên tuyệt vọng. Tổng thống cho biết lữ đoàn phòng vệ, bảo vệ dinh Gia Long đã ngưng tiếng súng. Ông Mã Tuyên cho biết cả hai ông tổng thống và cố vấn ngồi cầu nguyện, rồi dùng điểm tâm món bánh bao xíu mại và cà phê chung với ông. Sau đó tổng thống hỏi về nhà thờ lớn nhất dùng Chợ Lớn ở gần đây không? Đây là nhà thờ Francisco mà người ta gọi là nhà thờ Cha Tam. Và nói với ông là họ sẽ đến nhà thờ đó. Tổng thống và ông cố vấn thay y phục khác. Tổng thống Diệm bảo ông Mã Tuyên đừng lái xe và cũng đừng đi theo gì bất tiện. Ông Mã Tuyên đã gọi người tài xế của mình, lái chiếc xe trác sừng màu đen, thường đưa đón các con ông đi học, chở tổng thống và ông cố vấn cùng người tùy viên Đỗ Thọ đến nhà thờ Cha Tam. 5 ngày sau đó, ông Mã Tuyên bị Hội đồng Quân nhân Cách mạng bắt giam. Tài sản bị tịch thu và đem bán đấu giá nhưng đồng bào diệt gốc qua mua lại được và trả lại cho gia đình ông. Chỉ vì cho tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu tá túc qua một đêm tại nhà mà ông Mã Tuyên đã bị giam tù trong 3 lần, tổng cộng trên 7 năm. Cả hai chính quyền sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 và ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều tra hỏi ông Mã Tuyên về cái đêm hôm ấy tại nhà ông. Tại sao họ lại đến nhà ông mà không phải nhà người khác? Có bí mật gì bên trong? Ông Mã Tuyên có tới 3 vợ và 13 người con, căn nhà 3 tầng cũng bị nhà nước tịch thu, theo lời kể của con gái ông là Mã Huệ Phương. Người ta nói là ông Mã Tuyên đã không than gian một lời nào về những tai ương đổ xuống gia đình và bản thân ông sau cái đêm định mệnh đó. Năm 1983, ông Mã Tuyên và gia đình chính thức rời Việt Nam đi định cư tại Đài Bắc, Đài Loan. Rồi đến tháng 2 năm 1992 thì ông Mã Tuyên cùng một phần gia đình đã về lại Việt Nam tại vùng Chợ Lớn và qua đời trong tháng 9 năm 1994. Tại sao đã định cư tại Đài Loan rồi mà ông còn chọn trở về lại Việt Nam và khi chết chôn tại Nghĩa Trang Nhị Tỳ ở vùng Biên Hòa? Ông là người Việt gốc Hoa nhưng đã chọn cho mình cung cách, khóc cười theo dẫn nước Việt nổi trôi. Chắc là vậy. Ở một cái nhìn khác, trước lúc Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu rời nhà ông Mã Tuyên, nếu lữ đoàn phòng vệ do Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ chỉ huy được sự chấp thuận của Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì với binh lực khi đó có cả thiết giận xa M113, thêm tiểu đoàn 41 biệt động quân tham gia cùng lữ đoàn phòng vệ sẽ dồn lực lượng kéo quân tấn công thẳng vào bộ tổng tham mưu nơi Hội đồng Quân nhân Cách mạng đang trú đóng, thì sẽ dẹp tan cuộc đảo chánh. Nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm không đồng ý và ra lệnh cho Thiếu tá Duệ án binh chờ để ông liên lạc với các tướng lãnh tránh đổ máu không cần thiết. Trong trường hợp có lệnh đồng ý cho lữ đoàn phòng vệ hành quân thì chắc chắn lữ đoàn này sẽ chiếm được bộ tổng tham mưu cách chống dánh, bắt giữ các tướng lãnh đảo chánh và kết cục sẽ đổi khác. Cuốn nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm, sách của ông Nguyễn Hữu Duệ đã chia sẻ về thông tin này. Khi xác của hai anh em Tổng thống Diệm nằm chơ gơ dưới sân thì các tướng trong Hội đồng Quân nhân bắt đầu ngồi vào bàn thảo luận. Theo tướng Đỗ Mậu, không khí lúc ban đầu thật nặng nề, khó thở. Nhiều ông tướng chỉ cúi đầu không nói một câu. Tướng Mậu mô tả, tôi theo Tổng thống Diệm từ năm 18 tuổi bao nhiêu tình cảm sâu xa giữa tình thầy trò. Thấy xác hai ông tôi không còn khóc được, đau quá, đau đến cùng độ. Vấn đề cấp thiết lúc ấy là làm thế nào biện minh về cái chết của hai anh em Tổng thống Diệm đối với ban giao đoàn, dư luận quốc tế và quốc nội.
Có lẽ tướng Minh cho đến lúc đó mới nghĩ đến những hậu quả mà ông đã không lường trước. Riêng tướng Kim là người hiểu rõ uy tín của hai anh em ông Diệm trong giới ngoại giao, đoàn nhất là tòa khâm sứ và đại sứ Anh. Dù cách nào đại sứ Lốc cũng phải kiên nể. Tướng Khiêm cũng như tướng Kim là người đã lượng tính trước về uy tín ảnh hưởng của Tổng thống Diệm trong số 2 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo. Từ những lượng tính về hậu quả qua nhiều phía, cái chết này sẽ tạo ra và có thể lật ngược thế cờ. Hội đồng quân nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới. Do đó hội đồng quân nhân hội họp trong một không khí dao động bế tắc. Đến lúc này, mấy tướng chủ động trong việc thanh toán nhanh, thanh toán lẹ mới ngỡ ngàng về việc giết một tổng thống lại gặp nhiều rắc rối lôi thôi đến như thế. Mặt khác, tướng Đính đã làm cho mấy ông trong hội đồng càng thêm bối rối dao động vì tướng Đính la hét, chửi thề tùm lum, bây giờ biết làm thế nào. Đường dây điện thoại giữa hội đồng quân nhân cách mạng và đại sứ Ca Bốt Lốc lại hoạt động liên tục. Trong khi đó, xác hai anh em tổng thống Diệm được rời về bộ chỉ huy thiết giáp trong dòng thành bộ tổng tham mưu. Trên xe có một viên y sĩ đại úy thuộc bệnh xá bộ tổng tham mưu. Xác không phải chỉ có vết đạn trên đầu mà còn nhiều vết đâm trên ngực. Có lẽ vì chiếc xe Hồng Thập Tự đi lắc mạnh nên tôi thấy đầu của tổng thống Diệm nằm trên băng ca cứ lắc lư trông dễ sợ. Máu đỏ tươi chảy phọt ra hai bên mép. Mặc dù ông đã chết lạnh khô, máu ở trên tóc dính bớt đổi màu và đã se thâm lại. Cùng lúc đó tướng Đính đưa ra điều kiện, một là phải chôn cất đàng hoàng, hai là phải làm thông cáo như thế nào nhằm trấn an dư luận. Ông Đính nói, chết cha tôi rồi phải ăn nói ra sao đây? Ngay sau khi được tin anh em tổng thống Diệm bị thảm sát, tòa đại sứ Pháp có thông cáo ngay cho khâm sứ tòa thánh tại Sài Gòn, vì khâm sứ lúc ấy là niên trưởng ngoại giao đoàn. Một viên chức cao cấp của tòa khâm sứ đã điện thoại hỏi đại sứ Ca Bốt Lốc, không gặp. Nhân viên tam vụ trả lời rằng hội đồng quân nhân cho biết hai anh em tổng thống Diệm đã tự sát. Vì đó là trọng tội đối với Thượng Đế và sẽ mất hết mọi ân phước. Nên một người công giáo như ông Diệm thì chuyện này không thể xảy ra. Một lát sau, viên tham vụ này điện thoại cho tòa khâm sứ báo là ông đại sứ Ca Bốt Lốc cho biết anh em ông Diệm đã chết như trường hợp ngộ nạn. Một đại úy vô kỷ luật đã bắn ông Diệm. Sau đó hội đồng quân nhân ra thông cáo là anh em ông Diệm đã tự sát. Các thông tin từ các bên đưa ra rõ ràng đều không có sự đồng nhất và cho thấy họ bối rối không biết xử trí ra sao. Còn đây là bản phúc trình của giới hữu trách quân đội mang tên tài liệu sơ lược về hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu sau khi chết ngày 2 tháng 11 năm 1963, lúc 11 giờ 15 phút, đến ngày an táng ngày 8 tháng 11 năm 1963, vào hồi 21 giờ, nguyên văn như sau. 1. Ngày 2 tháng 11 năm 1963 vào lúc 11 giờ 15 phút, đoàn xe hộ tống đưa hai xác của ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu nằm trên hai chiếc băng ca để trong chiếc xe M113 vào bộ tổng tham mưu, đặt tại sân bộ chỉ huy thiết giáp binh trại Trần Hưng Đạo từ 11 giờ 15 phút đến 17 giờ. Y sĩ trưởng bệnh xá tổng hành dinh tổng tham mưu đến khám nghiệm tử thi của hai ông Diệm và Nhu và thành lập hồ sơ khai tử do phòng tổng quản trị tổng tham mưu phụ trách. Trong khoảng thời gian kể trên chờ ông bà Trần Trung Dung, cựu bộ trưởng phụ tá quốc phòng, cư ngụ tại số 123 đường Đoàn Thị Điểm Sài Gòn, xin xác hai ông Diệm và Nhu đưa về tư thất. Lúc 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 năm 1963 do thiếu tá đại đội tổng hành dinh tổng tham mưu đảm nhận việc di chuyển xác của hai ông Diệm và Nhu ra bệnh viện San Pao bằng một chiếc xe Hồng Thập Tự với hai chiếc quan tài do thiếu tá đại đội trưởng đại đội tổng hành dinh tổng tham mưu của hãng Tobia giao lại cho hai ông bà Trần Trung Dung nhờ hãng Hòm Tobia lo diệt liệm và an táng. Do thời gian gấp nên gia đình mua được hai chiếc hòm, một loại tốt và một loại bình thường. Loại tốt được để thi hài ông Diệm, còn loại bình thường thì để thi hài ông Nhu. Khi tẩm liệm xong, hai quan tài để tại một phòng riêng trong nhà xác bệnh viện Sanh Pôn thì Trung tướng Tổng trấn Đô Thành Sài Gòn và Ủy viên Quân vụ Thị trấn Sài Gòn theo sự yêu cầu riêng của hai ông bà Trần Trung Dung sắp đặt tổ chức việc an táng hai ông Diệm và Nhu tại nghĩa trang của người Pháp tại đường Mạc Đỉnh Chi Sài Gòn vào ngày 3 tháng 11 năm 1963 vào khoảng 12 giờ trưa, chôn tại lô đất số 3, nơi đây đã đào sẵn hai huyệt đã xây kim tỉnh. Trong khi ông bà Trần Trung Dung nhờ tổng trấn tổ chức việc mai táng thì học sinh và dân chúng Đô Thành cũng tổ chức ban chỉ đạo đến nhà xác bệnh viện hoặc đến đất thánh ở đường Mạc Đỉnh Chi để cướp hai quan tài của hai ông Diệm và Nhu để tế các vị sư đã tử vì đạo cho thỏa dạ dân chúng và học sinh. 2.
Vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 11 năm 1963, theo yêu cầu của ông bà Trần Trung Dung nhờ hội đồng quân nhân cứu nguy và cho gửi hai quan tài của hai ông Diệm và Nhu sang một bệnh viện của quân đội để tránh sự cướp phá nói trên. Lúc 21 giờ ngày mùng 2 tháng 11, do lệnh của quyền Trung tướng Tổng tham mưu trưởng, Bảo liên lạc với ông bà Trần Trung Dung lo việc di chuyển hai quan tài về để một nơi trong bộ Tổng tham mưu. Đồng thời Trung tướng Tổng trấn Sài Gòn ra lệnh hủy bỏ việc an táng hai ông Diệm và Nhu tại Nghĩa Trang ở đường Mạc Đỉnh Chi, mặc dầu hai huyệt đã đào và xây kim tỉnh. Lợi dụng trong giờ giới nghiêm, đúng 1 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11 năm 1963, ông bà Trần Trung Dung viết thư cho bà Sub Superior Giám đốc Bệnh viện San Juan, nhận lãnh hai quan tài giao lại cho quân đội, chở về bộ Tổng tham mưu để tại phòng đại đội Tổng hành dinh Tổng tham mưu. Đúng 2 giờ ngày 3 tháng 11 năm 1963, trong thời gian hai quan tài của ông Diệm và ông Nhu để tại bộ Tổng tham mưu, việc canh gác được tổ chức cẩn thận. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1963 thì bỗng nhiên chiếc quan tài của ông anh bị xì hơi bay mùi khó chịu. Ngày 7 tháng 11 năm 1963, vì nhận thấy tình trạng học sinh và dân chúng đô thành vẫn còn phẫn nộ, không thể an táng hai ông Diệm và Nhu tại Sài Gòn hay đưa về Huế được, phần thì một quan tài đã bị xì hơi hôi thối. Nên ông bà Trần Trung Dung gửi thư yêu cầu Trung tướng quyền Tổng tham mưu trưởng cho mượn một khu đất trong trại Trần Hưng Đạo để tạm an táng hai quan tài của ông Diệm và Nhu trong một thời gian, rồi sẽ đem cải táng sau. Tiếp theo yêu cầu của hai ông bà Trần Trung Dung đề ngày 7 tháng 11 năm 1963, Trung tướng quyền Tổng tham mưu trưởng chỉ định khoảng đất để tạm an táng hai quan tài của hai ông Diệm và Nhu tại bộ Tổng tham mưu, do sử dụng văn thư số 835TTM văn phòng ngày 7 tháng 11 năm 1963. 3. Ngày 8 tháng 11 năm 1963, đúng 20 giờ, hai quan tài của hai ông Diệm và Nhu do quân nhân thuộc đại đội mai táng của quân vụ thị trấn Sài Gòn, dưới sự chỉ huy của đại úy Đỗ Văn Dương, đại đội trưởng đội mai táng, được di chuyển bằng hai chiếc GMC từ phòng họp đại đội Tổng hành dinh Tổng tham mưu đến đặt trên hai huyệt đã xây kim tỉnh sẵn tại khu làng Võ Tánh, sau chùa Hưng Quốc Tự, phía đông bắc. Khi đó có sự hiện diện của hai ông bà Trần Trung Dung và linh mục, đại diện tòa khâm mạng Sài Gòn, do ông bà Trần Trung Dung mời đến hành lễ từ 20 giờ đến 20 giờ 50 phút ngày 8 tháng 11 năm 1963. Sau khi linh mục làm lễ xong, hai quan tài được hạ xuồng hai huyệt đã xây kim tỉnh sẵn, với sự hiện diện của ông bà Trần Trung Dung, linh mục, ủy ban kiểm soát. 4. Huyệt. Huyệt xây kim tỉnh gạch 10, đổ xi măng, sâu 1 thước 30, ngang 1 thước 20, dài 2 thước 50. Hai huyệt nằm song song, cách nhau bề ngang 1 thước. Khi hai quan tài hạ xuống hai huyệt xây kim tỉnh, đổ đầy cát, trên miệng huyệt đầy hai tấm đanh gắn xi măng kỹ. 5. Mộ. Mộ nằm về phía đông bắc lăng Võ Tánh, mé bên phải mộ ông Lê Văn Phong, bào đệ tả quân Lê Văn Duyệt, đầu hướng về phía tây sau chùa Hưng Quốc Tự, chân đưa về phía đông, khu nhà thờ Phát Diệm. Hai nấm mộ tô đá rửa, trong lòng mộ dưới đổ cát trên để một lớp sỏi trắng. Nền mộ cao không thước 40 dưới đổ đá, trên tráng xi măng, chung quanh nền xây bệ cao 1 thước 80. Bốn góc có 4 trụ, trước mộ có sân tráng xi măng rộng 1 thước 50, có cửa và bậc thang bước vào mộ. Chu vi dài 7 thước, ngang 6 thước. Vòng quanh khu đất mộ nói trên có rào kẽm gai và trụ xi măng, một cửa vào và có đặt thường trực một giọng gác trần. Sau một thời gian dài tình hình dân chúng Sài Gòn đã hạ nhiệt, mộ hai ông được chuyển tới chôn cất ở Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi. Nghĩa Trang rộng khoảng 7,5 hectare và được coi là nơi an nghỉ của giới quý tộc Sài Gòn trước khi thành phố đổi tên. Nơi đây nhiều nhân vật nổi tiếng một thời như Tổng thống Ngô Đình Diệm, Đại tướng Lê Văn Tị. Ngoài ra còn có mộ thân phụ của các ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, một số tướng lĩnh cao nhất, dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn, cùng hàng nghìn nhân vật tên tuổi trong chính quyền. Trước năm 1975, một số người vì muốn thân nhân đã khuất được danh giá, bản thân được chút tiếng tăm, phải cố chạy chọt giành lấy một khoảnh đất trong Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi. Nơi đây còn được gọi qua tên đất Thánh Tây, là một khu đất bao bọc bởi bức tường vôi màu vàng cũ kỹ nằm ngay giữa trung tâm sầm uất của Sài Gòn xưa. Vì là nghĩa trang của giới quý tộc nên một khoảnh đất nhỏ trong Mạc Đỉnh Chi có giá bằng cả một gia tài của một người sống giữa đất Sài Gòn. Mộ bia tại đây thường là những tấm đá cẩm thạch, đá hoa cương bóng lộn, với những câu đậm mùi triết lý: hãy nhớ mình là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Hoặc
người sẽ chết tưởng nhớ người đã chết. Nghĩa tử là nghĩa tận, người sẽ chết đã lo cho người đã chết. Mộ hai ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu khá đặc biệt. Chỉ có tấm đan bê tông đặt bên trên cao hơn mặt đất dài chục phân. Suốt từng ấy năm cho đến 1975, hai ngôi mộ nằm lọt thỏm, điều hiu giữa nghĩa trang bộn bề những ngôi mộ kiên cố. Những kẻ cơ hội quay lưng với gia đình họ Ngô đã đành, những người thân cũng ngại đến thăm viếng vì sợ chính quyền thời đó dòm ngó. Năm 1964, bà Phạm Thị Thân, thân mẫu của hai ông mất, đám tang thậm chí còn không người đưa tiễn. Sau khi nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi bị giải phóng mặt bằng để làm công viên Lê Văn Tám cho đến ngày nay, khi mộ được cải lên, thi thể của cả hai chỉ khô lại chứ không tan rửa, vẫn có thể nhận ra từng người. Đầu hai người đều quấn băng trắng in dấu máu đen từ những vết thương trước khi chết. Khi băng được mở, vết máu vẫn còn cứng. Sau gáy ông Nhu có một vết thương khá lớn, có thể do da đập. Trong thời gian di dời, có một người phụ nữ tên là Hạnh Từ Quế vào, xưng là cháu, nhận thi hài hai ông Diệm và ông Nhu và được đem đi cải táng tại Nghĩa Trang Lái Thiêu, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mộ ông Ngô Đình Cẩn được chôn tại Nghĩa Trang sân bay Tân Sơn Nhất sau khi bị xử bắn vào năm 1965 và mộ bà thân mẫu Phạm Thị Thân cũng được quy tụ về Lái Thiêu. Trong khu đất rộng hàng nghìn hecta với những rặng cây lớn xanh và mát, mộ gia đình họ Ngô nằm cùng một dãy. Mộ bà Laxia Phạm Thị Thân nằm ở giữa, mộ ông Diệm và ông Nhu ở hai bên, nhưng trên bia chỉ khắc chữ Doan Báo Tixita Huynh, ông anh, và Gia Cốp Đệ, ông em. Cách mộ ông Nhu một quãng là mộ ông Cẩn, trên bia có khắc tên Dinh Baptist Cẩn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện về xung quanh cái chết của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có rất nhiều đồn đoán cũng như luồng thông tin khác nhau, nhưng sự thật về cái chết của ngài Tổng thống và ông cố vấn vẫn là bí mật bao nhiêu năm không ai dám chia sẻ, ngay cả người trong cuộc. Chỉ đến khi một người lính già đang sống lưu vong ở xứ người kể lại câu chuyện thì chúng ta mới biết được phần nào. Còn trong khoảng thời gian 20 phút tại trụ sở Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, ai đã ra tay tàn độc với ngài cố Tổng thống và ngài cố vấn thì vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Để biết thêm thông tin về biến cố năm 1963 của gia đình họ Ngô, Chuyện Hay Lúc Không Giờ kính mời quý vị và các bạn có thể nghe cuốn Quyền Lực Bà Rồng. Đây là cuốn hồi ký của bà Trần Lệ Xuân. Link để dưới phần mô tả. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 20 giờ các ngày trong tuần.